ten ten xuống. Nó bị lỗi rồi. Nó bị lỗi rồi, nó bị chạm rồi. Giờ mình sẽ hạ xuống rồi mình mát lại, hôm bữa gắn. Lỗi rồi. Giờ bắt đầu hạ nha. Hạ ten xuống. Là cái sai lầm mà chế độ anten là bị nữa nè, nó bị chạm nè bạn. Thì cái dây mát nó nè, cái dây mát này nè, nó không được dính vô đây, nó dính vô cái miếng nhôm này. Hai cái móc đồ này nó phải cách điện với nhau nha, tại vì cái dây mát ở dưới này mình đã vô cái móc đồ dưới này rồi, mà cái chỗ này mình quên bấm cái mát đi nè, thì nó dính lên đây là nó bị chạm, cho nên nó không có dò kinh được nha. Nè, cái miếng bạc này nè, đó. Bây giờ mình sẽ tháo cái miếng bạc này ra, có vậy thôi đó. Nè. Rồi, sẽ chỗ dưới này là cái miếng bạc, cái dây mát ở dưới, còn ở trên là cái dây nhôm. Rồi giờ mình sẽ tháo ra, tháo cho cách điện nhau. Giờ mình đã tháo cái đó, ở chỗ này nè, tháo cái miếng bạc ra đó, sai lầm quấn cái cộng đồng này vô cái miếng nhôm này, mà mình quấn luôn cái miếng bạc này dính vô đây, cho nên nó bị chạm, cho nên dò kinh nó không ra. Bây giờ mình lên mình đó, cái dây anten nè, một miếng bạc gắn vô một cái móc áo với đó, một cái đầu nhôm gắn vô cái móc áo, hai cái điện cách nhau, chỉ cần dính một tí xíu thôi là nó không dò được nha, không dò được nha. Đó bây giờ đó, mình lên mình tháo cái này ra nè, đó, tháo cái này ra rồi giờ mình sẽ câu lên và vô dò lại tivi. Cái anten làm đơn giản là cái ống nước vậy thôi, cái mình để hai cái móc áo lên là mình lên cột lại thôi. Đó. Lưu ý chỗ này nha bạn. Mất công mình leo lên leo xuống, hạ lên hạ xuống mất công. Đó. Lưu ý cái chỗ này thôi. Rồi, giờ biết chính xác nó có bị chạm hay không á, mình lấy cái này đo nè. Mình đo thử ra nha. Này. Cái đầu anten nè. Đầu anten này mình đo thử. Mình ra cắm này cho ba coi. Nhanh. Ra cắm này cho ba. Nhanh lên. Đây, em cầm này giùm anh. Em cầm cho anh đó này. Anh nhìn quay đó. Đây này có nó bị chạm không nha. Ở ngoài là mát, ở trong là thử. Hết rồi nè. Phải xuống cái kim. Phải xuống. Nè, nó mà chạm là nó lên vậy nha. Quay xuống đồng hồ. Nè, nó chạm là nó lên vậy nha. Còn nó không chạm nè. Đó, mình đây, quay vô đây. Một đầu mát với một đầu đó, rồi quay xuống đó là kim không nhúc nhích nè, đó là lên nè, đó bạn này đụng vô kim không nhúc nhích nè, rồi ok này gần được rồi đó. Rồi giờ bắt đầu gắn cái đầu này vô cái lỗ đây, lỗ tivi nha, nè, lỗ anten nè, đó, cắm vô, cắm vô cái lỗ anten, rồi bắt đầu dò nè, bắt lên, tivi dò, giờ cắm vô cái nào ta. Rồi bấm vô tivi đó, tivi đó vô vậy mà nó cũng có sóng xíu nè, bấm vô ok quá, không có cũng dò cho nó coi.
Đó, vô kênh nè, vô kênh không mà dò dò kênh đó. Việt Nam dò tự động, dò tự động đi. Rồi anten, cái này là mình đi xe tàu nha, cái này là mình đi xe tàu thôi, không có analog đâu, analog nó ấy hết rồi đó. Rồi này, tìm kiếm dứt đó, giờ có được mấy kênh đó, có được mấy chương trình. Để cái anten cao lên cái mái nhà khoảng gần 3 mét, có chương trình nào nó chạy ra, nó chạy ra đây nó sẽ hiện lên. Hiện tại là không có cái nào hết, chưa có chương trình nào hết chạy hết 100%. Để coi đá banh chứ không có, nó coi được đá banh. Đó, hồi trước làm bị xe ấy là vô không có được, do cái mát với cái giường nó chặt nhau, nó phải cách điện nhau nha, nó cách điện ra thì nó mới xài được. Nó dò lâu, còn mà hôm bữa là chạy cái dèo cái hết, do nó âm dương nó bị chặt nhau rồi. Chạy bao nhiêu phút này, giờ cũng lâu quá. Thời tiết xấu nữa chứ, trời sắp mưa rồi. Cái này mình đợi bữa nào trời nắng mình dò lại một lần nữa. Trời mưa này nó ít có tín hiệu lắm. Lâu quá, chút xíu nữa nó xong, dò xong rồi mình sẽ quay lại. Giờ mình tắt nha. Nãy là mình dò sai rồi nha các bạn. Dò mình phải để chế độ vừa analog vừa digital luôn các bạn ơi. Để digital nó không có cái kênh nào á, mình mới bấm lại á. Thì để analog với digital luôn, nó bấm mới 11% mà có 26 chương trình này các bạn. UHF, VHF này vô đầy đủ hết này nè, 26 kênh này nè. Đó. Để luôn hai cái luôn, dò luôn cũng được. Có lỗi thì nó chỉ để digital, digital là cái kênh mà chất lượng mà coi hình ảnh nó trong đó. Đó. Analog là kênh thường thôi, kênh nó có hộp nó cũng nhiều khi nó chất lượng nó không cao bằng digital. Đó, bằng cái móc áo thôi mà được 27 kênh này các bạn. Này mình sẽ quay luôn. Hôm nay trời cũng không có đẹp lắm cho nên là đó, 29 kênh nè, 30 kênh nè, mới 17% thôi. Ồ, chất lượng không? Mốt kênh, cái này mình đón khoảng tầm khoảng 40 kênh mà đón vậy thôi, không biết tại vì có cái anh kia anh cũng xài anten cách mình, nhà mình với nhà anh cách nhau khoảng 5 cây số mà ở Bình Phước nha, thì anh bắt khoảng được 40 kênh. Không biết tivi nhà mình bao nhiêu kênh đây.
Anh chơi mắc móc áo rồi đó, 33 trên. TV như mình là hiệu TCL, 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 dây Việt Nam đó. Này là thương hiệu của Việt Nam ha. 34 kênh rồi, 35 kênh, hai mấy phần trăm mà, 37 kênh rồi, 38 kênh rồi, 39 kênh, 40 kênh, rồi 41 kênh luôn, 42 nhảy, ok 44. Có khi nó trùng lặp các bạn, nhưng mà cái kênh này nó dò được là cũng rất là ok. 46, 47, 48, 49, 52 kênh rồi, 53 kênh rất là ok. Cái móc áo thôi các bạn, năm mươi mốt kênh rồi, có hộp rồi, 60 kênh rồi, 60 kênh rồi, đã có hộp hộp é rồi, đã có hộp é, 60 kênh rồi, được. Tìm ra cái móc áo ngon. Để cái móc áo nó quay về hướng lệch hướng đông tí xíu mà lệch đông đây về về đài truyền hình Bình Dương, mình gần Bình Dương thì mình để gần cái đài truyền hình Bình Dương, về về cái hướng của đài truyền hình Bình Dương, 60 kênh này. Mà ở khu vực nào thì nó gần đài truyền hình đó, ở cái hướng nào thì mình quay cái mình quay cái chỗ đó nó về cái hướng đài truyền hình đó. Gì đây, đây cái số 1 này. À, kênh analog được một kênh này, nhưng mà đây nè. Ủa không lẽ có một kênh ta? Này là 60. Hai kênh. Ủa. Này hình như là có gì đó sai sai à. Hai kênh nữa hả? UHF. Mỗi được hai kênh. Chả. Mình nãy giờ mình cứ tưởng cái số như này 60. Là không. Mỗi hai kênh.